nhạc sĩ Hoa Cau Vườn Trầu qua đời. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến, tác giả bài hát Hoa Cau Vườn Trầu đã qua đời tối ngày 27 tháng 11 tại Bệnh viện 108, hưởng thọ 68 tuổi. Xác nhận với phóng viên Dân Trí, nghệ sĩ ưu tú Long Thiết cho biết nhạc sĩ Nguyễn Tiến, tác giả ca khúc nổi tiếng Hoa Cau Vườn Trầu đã qua đời tối ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội. Hơn 2 năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Tiến mắc các bệnh tuổi già, thường xuyên phải nằm viện. Tôi gắn bó với nhạc sĩ nhiều năm khi công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội và thường gọi nhạc sĩ Nguyễn Tiến là bố. Ông rất vui tính, gần gũi, luôn hết lòng cống hiến cho nghệ thuật và chỉ dạy cho các học trò. Sự ra đi của ông là mất mát rất lớn, nghệ sĩ ưu tú Long Thiết nói. Trước sự ra đi của người nhạc sĩ đáng kính, Á Quân Sao Mai 2003 thể hiện sự buồn thương sâu sắc. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thúy Đạt, em gái song sinh của tác giả Hoa Cau Vườn Trầu cũng viết bài thơ thay lời tiễn biệt. Đau xót quá anh ơi, thế là bát máu sẽ làm đôi, từ nay em đã mất anh rồi, khúc ruột mẹ cho giờ chia nửa, em hát một mình với đơn côi vắng tiếng đàn anh, lời tâm sự réo rắt ngọt bùi những khúc nhôi tạo hóa cho anh với đất mẹ cùng với tổ tiên hồi anh ơi. Chia sẻ về nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Tiến, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nói với phóng viên Dân Trí, nhìn vào những sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Nguyễn Tiến mới thấy ông là một con người sống trong mạch nguồn của văn hóa và âm nhạc truyền thống dân tộc, thấm đẫm chất dân gian đồng bằng Bắc Bộ và khai thác nó một cách tài tình và trong sáng tác. Nghe Hoa Cau Vườn Trầu, nhớ đêm dã bạn ta sẽ bước vào một thế giới ngập tràn màu sắc dân gian, ngập tràn không gian văn hóa làng quê Việt, rất gần gũi với dân ca nhưng không hiển hiện một giai điệu dân ca cụ thể nào. Đó là cái tài của ông. Ngoài chất dân gian, Nguyễn Tiến sáng tác chất trữ tình cũng rất hay, như Chiều Mưa Hà Nội chẳng hạn, không chỉ ấn tượng về màu sắc âm nhạc, việc khai thác hình tượng chủ đề và nội dung tác phẩm của bài này cũng hết sức độc đáo và hiệu quả. Vừa lãng mạn trong cảm xúc tình yêu của một người lính trẻ với người mình yêu, gắn liền hình tượng mưa thể hiện nỗi nhớ thương da diết, vừa là sự kết nối giữa tiền tuyến và hậu phương, và cái đắt nhất là thông điệp gắn kết giữa đảo sao với trái tim của cả nước. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến sinh năm 1953 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Nam Định. Cha ông là nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Tiếu. Ông hai lần được biểu diễn đàn bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 10 tuổi và 13 tuổi. Ông tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội và công tác tại đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, nay là nhà hát ca múa nhạc quân đội. Trước khi về hưu, ông đảm nhận vị trí giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội. Trong hoạt động nghệ thuật, ông đạt nhiều thành công trên hai lĩnh vực, nghệ thuật biểu diễn và sáng tác ca khúc. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến từng 18 lần đoạt huy chương vàng trong nước và quốc tế cho các tiết mục trình diễn đàn bầu. Năm 2012, ông được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân với vai trò nghệ sĩ đàn bầu, đạo diễn, chỉ huy âm nhạc. Ở lĩnh vực sáng tác, ông là tác giả của nhiều ca khúc được công chúng biết tới như Hoa Cau Vườn Trầu, Phú Nước Non, Chiều Mưa Hà Nội, Chiều Xứ Lạng, Nhớ Đêm Dã Bạn, Hồn Việt, Chuyện Tình Lá Diêu Bông, Hoa Cỏ May, Nam Định Mình Ơi, Rời Đô, Ngàn Năm Còn Mãi. Năm 2012, ông được phong tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật dành cho cụm ca khúc. Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam.